Xin kính chào các bạn. Thì lần trước chúng ta đã học qua cái đoạn 5 của Đệ Nhất Hội của Chúa Lăng Nghiêm. Thì chúng ta đọc tới 3 câu là Nam mô Bà Già Bà Đế, Lô Đà Ra Gia, Ô Ma Bát Đế, Ta Hê Dạ Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế, Na Ra Giả No Gia, Bàn Xá Ma Ha, Tam Mộ Đà Ra, Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại từ đầu. Từ đầu cho đến đây, rồi bắt đầu chúng ta mới tiếp tục học cái đoạn kế tiếp. Đó, từ đầu nha. Nam mô Tathātha Tô Già Đa Gia Araha Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Tỏa. Nam mô Tathātha Phật Đà Cu Chi Sắc Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bồ Đà Bồ Địa Tát Đa Bệ Tệ. Nam mô Tát Đa Nẩm Tam Hiệu Tam Bồ Đà Cu Tri Nẩm Ta Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẩm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẩm. Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nẩm. Nam mô Ta Yết Rị Đà Già Di Nẩm, Nam Mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẩm, Tam Miệu Già Ba Ra, Đệ Ba Đa Na Nẩm, Nam Mô Đề Bà Ly Sắc Nõa, Nam Mô Tất Đà Gia, Tỳ Địa Gia, Đà Ra Ly Sắc Nõa, Xá Ba Noa, Yết Ra Ha, Ta Ha Ta Ra, Ma Tha Nẩm, Nam Mô Bạc Ra Ha Ma Ni, Nam Mô Nhân Đà Ra Gia, Nam Mô Bà Già Bà Đế, Lô Đà Ra Gia, Ô Ma Bát Đế, Ta Hê Dạ Gia, Nam Mô Bà Già Bà Đế, Na Ra Giả No Gia, Bàn Giá Ma Ha, Tam Mộ Đà Ra, Nam Mô Tất Yết Sĩ Đa Gia. Đó, hôm nay thì chúng ta tiếp tục cái đoạn 6. Thì từ đoạn 1 tới đoạn 5 mình làm cái nền màu trắng. Từ đoạn 6 tới đoạn 10 mình sẽ làm cái nền màu vàng như thế này. Nó gọi là golden, là màu của vàng đấy. Nào bây giờ mình ngắt đoạn Nam Mô Bà Già Bà Đế Mahakalaya Diribaklak Nazara Tidaraba Noakaraya A Địa Mục Đế Thimasanane Bà Tất Nê Madakrisanoa Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế. Đa Tha Già Đa. Cú La Gia. Đó. Thì trong đây chúng ta thấy là chữ Nam mô có màu đỏ. Mình làm màu đỏ lên để vì ba câu này đều bắt đầu bằng chữ Nam Mô hết. Đó. Và chúng ta thấy là chữ Bà Già Bà Đế cũng lặp lại. Thì như chúng ta thấy là đoạn 5 với đoạn 6 này nè là tất cả là 6 câu mà cũng bắt đầu bằng chữ Nam Mô. Tức là cái câu 1 á, là Nam Mô Bà Già Bà Đế. Đó. Câu 2 Nam Mô Bà Già Bà Đế. Câu 3 là Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia. Rồi câu 4 là Nam Mô Bà Già Bà Đế. Rồi câu 5 là Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia. Rồi câu 6 là Nam Mô Bà Già Bà Đế. Đó, nó xen kẽ như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc cái đoạn 6 này. Nam Mô Bà Già Bà Đế Mahakalaya Địa Rị Bát Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Ra Ba Noa Ca Ra Gia A Địa Mục Đế Thi Ma Xá Na Nê Bà Tất Nê Ma Đắc Rị Già Noa.
Nam mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca La Gia Địa Rị Bát Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Ra Ba Noa Ca Ra Gia A Địa Mục Đế Thi Ma Xá Na Nê Bà Tất Nê Ma Đát Rị Già Noa. Nam mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca La Gia Địa Rị Bát Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Ra Ba Noa Ca Ra Gia A Địa Mục Đế Thi Ma Xá Na Nê Bà Tất Nê Ma Đát Rị Già Noa. Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Cu La Gia Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Cu La Gia Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Cu La Gia. Đó. Thì bây giờ á, chúng ta sẽ đọc lại từ đầu. Sau khi chúng ta thuộc cái đoạn 6 rồi á, chúng ta sẽ ráp lại tất cả từ đầu cho tới cuối. Nam mô Ta Đa Tha Tô Già Đa Gia A Ra Ha Đế Ta Miệu Tam Bồ Đà Tỏa. Nam mô Ta Đa Tha Phật Đà Cú Chi Sắc Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bụt Đà Bụt Đề Tát Đa Bệ Tệ. Nam mô Ta Đa Nẩm Ta Miệu Tam Bồ Đà Cú Chi Nẩm Tát Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẩm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẩm. Nam mô Tô Lô Đa Ba Đa Nẩm. Nam mô Ta Yết Rị Đà Già Di Nẩm. Nam mô Lô Kê Ta Miệu Già Đa Nẩm. Ta Miệu Già Ba Ra Đề Ba Đa Na Nẩm. Nam mô Đề Bà Ly Sắc Nõa. Nam mô Tất Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ly Sắc Nõa Sa Ba Noa Yết Ra Ha Ta Ha Ta Ra Ma Tha Nẩm Nam mô Bạc Ra Ha Ma Ni Nam mô Nhân Đà Ra Gia Nam mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Gia Ô Ma Bát Đế Ta He Già Gia Nam mô Bà Già Bà Đế Na Ra Giả Na Gia Bạn Giá Ma Ha Ta Mộ Đà Ra Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia Nam mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca La Gia Địa Rị Bát Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Ra Ba Noa Ca Ra Gia A Địa Mục Đế Thi Ma Sa Na Nê Bà Tất Nê Ma Đắc Rị Già Noa Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Câu La Gia. Đó. Thì chúng ta sẽ học như vậy. Và chúng ta sẽ thấy một điều nữa đó là như thế này nè. Thì như chúng ta thấy á, là đoạn 5 với đoạn 6 mình học thì nó có 6 câu Nam Mô. Câu thứ nhất là Nam Mô Bà Già Bà Đế. Câu thứ hai là Nam Mô Bà Già Bà Đế. Rồi lại chèn vào câu thứ ba là Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia. Xong rồi mới trở lại câu thứ tư là Nam Mô Bà Già Bà Đế. Rồi mới chèn vào câu là Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia. Rồi mới chèn câu cuối cùng là Nam Mô Bà Già Bà Đế trở lại. Cho nên chúng ta đọc cái đoạn 5, đoạn 6 là Nam mô Bà Già Bà Đế Lô Đà Ra Gia Ô Ma Bát Đế Ta He Già Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Na Ra Giả Na Gia Bằng Giá Ma Ha Ta Mộ Đà Ra. Thì trong đầu mình biết là có hai cái Nam mô Bà Già Bà Đế rồi. Thì câu thứ ba phải là Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia. Rồi bắt đầu cái kế tiếp là Nam mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca La Gia Địa Rị Bát Lạc Na Già Ra Tỳ Đà Ra Ba Noa Ca Ra Gia A Địa Mục Đế Thi Ma Xá Na Nê Bà Tất Nê Ma Đắc Rị Già Noa. Thì chèn vào một câu là Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia. Rồi trở lại câu cuối cùng là Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Câu La Gia. Đó. Thì chúng ta học thì chúng ta cũng để ý những cái chi tiết nhỏ đó thì dễ này dễ thuộc lắm. Sau khi học thuộc xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta dò lại từ đầu để chúng ta mau thuộc. Đó. Cái đoạn 5 này nè. Đoạn 5 với đoạn 6 này nè. Là hai cái đoạn đó có. Chúng ta để ý những cái chi tiết đó đó. Vậy thì hôm nay xin kính chào các bạn, chúc các bạn học mau thuộc. Chú Lăng Nghiêm nhé.